Em sẽ lên cho các bác một cái vật phẩm mang lại cho chúng ta điều may mắn các bác nhé. Đây. Một hình tượng đem lại cho chúng ta sự hiền lành, đem lại cho chúng ta sự bình an, thanh thản, mang lại cho chúng ta điều may mắn, đó là hình tượng dê. Trong phong thủy sẽ ứng với đó là tuổi Mùi các bác nhá. Vâng, mà lên cho các bác nhà mình một cái hình tượng. Và cái hình tượng này chia sẻ với các nhà mình là với chị em phụ nữ thì nó lại như là một câu chửi yêu với lại cánh đàn ông đúng không ạ? Đấy, còn với biểu tượng của văn hóa phương Tây thì nó lại mang lại cho chúng ta được cái sự đáng sợ khi mà chúng ta thấy những cái vị chúng ta thấy rằng là cái tạo hình về con dê của người phương Tây ấy, thường là những người nửa dê hoặc là những con yêu quái đúng không ạ? Và với người phương Đông thì nó lại khác. Đấy, với chúng ta thì nó lại khác rằng là cái biểu tượng con dê này thì nó là cái biểu tượng cho sự bình an, may mắn và thuận lợi. Và cái tượng dê khi mà chúng ta đặt trong nhà với những người mà làm bất động sản đấy, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta được những cái may mắn, vì nó tượng trưng cho là đất đai điền trạch đúng không ạ? Và cái tác phẩm tượng dê này thì nó lại mang lại cho chúng ta những cái giá trị về tài lộc và thẩm mỹ cực kỳ cao. Khi vì sao chúng ta đang thấy rằng những cái bức tượng dê này là chúng ta đúc ở trên một cái, nó đứng trên một cái bình tiền, và có nhiều cái kiểu cách đục dê khác nhau trên thị trường. Nhưng với trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu thì trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu chọn cái phong cách là để nó đứng trên bình tiền và đục tách bụng ra khỏi, tách cái thân bụng này ra khỏi cái phôi gỗ, và nó tạo cho cái sản phẩm này được cái sự thanh thoát đúng không? Và cái sự tỉ mỉ và nó mỹ thuật hơn là chúng ta đặt nó ở cái phôi gỗ nó liền vào đúng không? Và cái bức tượng dê này thì trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu chia sẻ cho quý vị và các bạn là làm trên cái chất liệu là gỗ hương ta. Gỗ hương ta tại trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Đấy, thì trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu đã chọn những cái phôi gỗ phải nói là phôi gỗ tuyệt của cái phân khúc cổ hương đúng không? Với những cái phần vân nó vừa xoắn mà nó lại còn vừa nhiều ngu nữa. Đấy, có thể là nó đã lên ngu ở những cái phần như thế này rồi, nhưng mà những phần ngu này em sẽ không tính cho các bác, mà em chỉ tính đây là một cái phôi gỗ cổ hương bình thường, rất là bình thường thôi, nên là em sẽ có những cái giá thành cực kỳ rẻ để phục vụ cho các bác nhà mình nhé. Đấy, nó rẻ so với một cái bức tượng rất là đẹp. Đấy, nó rẻ so với một cái bức tượng rất là đẹp. Còn nhiều bác có thể là mua được những cái bức tượng nó rẻ hơn, nhưng mà thật sự chia sẻ với các bác là những bức tượng đó các bác nhận về là các bác thứ nhất là tiền mất, thứ hai là các bác thêm bực vào người thôi. Đấy, còn tại trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu các bác nhận hàng sau rồi các bác kiểm tra hàng cho em nhé. Đấy, bên ship nào báo không cho kiểm tra hàng thì các bác bảo là Đồ Gỗ Văn Sáu bắt tao kiểm tra hàng. Đấy, nhớ là bắt tao kiểm tra hàng nhé. Đấy, phải đúng hàng mà trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu mang lên live và chia sẻ như thế nào thì các bác nhà mình mới có thể là nhận hàng cho em đúng không ạ? Đấy, lên Di Lạc đi em ơi, anh đấu một phát cho sung. Ok anh nhé, lên Di Lạc đi em ơi, anh Trần Cường lên Di Lạc thì em ok các bác nhà mình nhá. Sau cái bức tượng này em có thể là lên Di Lạc cho các bác nhà mình. Còn với cái bức tượng này thì em sẽ báo cho các bác nhà mình một cái giá rẻ thôi rồi luôn, được chưa? Rẻ, cực kỳ rẻ này. Bán cho các bác nhà mình bức tượng này với giá chỉ có 2.700.000 đồng thôi nhá. 2.700.000 đồng. Các 2.700.000 đồng, chuẩn giá 2.700.000 đồng luôn nhé. Hôm nay bên em sale chỉ có giá từ gần 3 triệu đến 3 triệu các bác nhá. Đấy, cái tác phẩm này có 2.700.000 thôi mà cũng đẹp như này, một chú dê đực các bác nhá. Bác nào mà muốn cho gia đình mình gọi là có nhiều đất đai điền trạch thì các bác nhà mình hãy sở hữu một cái bức tượng dê này đi đúng không ạ? Đấy, chưa gì là quá muộn. Đấy, thì mời bác chú trọng đến phong thủy thì thậm chí là bây giờ các bác 50 tuổi các bác vẫn có thể là có được cho mình vài mảnh đất nữa đúng không ạ? và đang thiếu may mắn thì các bác nhà mình hãy đấy đi, các bác nhà mình hãy mua đi, ok nhá. 2 triệu 790 thấy chưa em? Ok anh Nguyễn Hải, cảnh quá là tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên em sẽ lên tượng Di Lạc theo một yêu cầu của một bác nhé. Sẽ lên Di Lạc các bác nhà mình nhé.